là bạn bè quốc tế tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa Tết của dân tộc, thì chúng tôi tổ chức cái chương trình Tết Sứ Đoài 2022 tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tuy bị ảnh hưởng về đại dịch Covid-19 nhưng mà có rất nhiều các đại sứ, các tham tán, các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Việt Nam tham dự chương trình. Đây là một kênh để truyền thông về những giá trị văn hóa của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, và chúng tôi coi các khách mời hôm nay chính là những vị đại sứ du lịch và đại sứ phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.